Đối với Tân Hiệp Phát, nước cũng chính là sự sống, là lý tưởng, là món quà sức khỏe mà Tân Hiệp Phát muốn dành tặng cho mọi người. Một dòng nước bao giờ cũng lớn mạnh hơn một giọt nước đơn lẻ. Dòng nước có thể tạo ra thủy lực, vượt qua những chướng ngại vật khổng lồ khác nhau, hướng thẳng về biển lớn mà không bao giờ chùn bước. Tân Hiệp Phát bao gồm tất cả những cán bộ, công nhân viên, nhà cung cấp và nhà phân phối cùng hợp sức lại để biến những giọt nước thành dòng chảy đầy uy lực, sẵn sàng băng qua mọi thác gành, vượt qua mọi khó khăn để phương bình ra thế giới. Tân Hiệp Phát còn luôn đề cao những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà cung cấp và nhà phân phối, những cánh tay nối dài luôn kề vai sát cánh cùng Tân Hiệp Phát trong công cuộc phát triển và khẳng định ngành công nghiệp nước giải khát của Việt Nam. Tân Hiệp Phát nhận thức rõ, muốn phát triển bền vững và vươn ra biển lớn thì việc nâng tầm dịch vụ, thỏa mãn khách hàng phải là cương lĩnh, kim chỉ nam cho mọi hành động của doanh nghiệp. Từ những ngày khởi đầu nhỏ bé, trải qua biết bao thăng trầm, khi thăng hoa rực rỡ, lúc khốn đốn nguy nan, nhưng vẫn kiên cường không đầu hàng nghịch cảnh, tìm cách thích ứng để vượt qua, đưa doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế. Tháng 11 năm 2011, Tân Hiệp Phát đã nhận chứng nhận FDA của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Đây là một cột mốc quan trọng, minh chứng rõ nét cho nỗ lực nâng tầm dịch vụ, phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế để vươn ra biển lớn của Tân Hiệp Phát. Tính đến năm 2018, dòng nước Tân Hiệp Phát đã vươn xa đến hơn 17 quốc gia. Trong đó, tại thị trường châu Á, Tân Hiệp Phát đã xuất hiện tại một số thị trường chính như Lào, Brunei, Malaysia, Đài Loan. Đặc biệt, sản phẩm và dịch vụ chuẩn quốc tế của Tân Hiệp Phát cũng đã làm hài lòng cả các thị trường khó tính và năng động như Hàn Quốc, Singapore, Úc, New Zealand. Với tinh thần không gì là không thể, tập đoàn tiếp tục vươn xa, đưa thương hiệu Việt Nam và sản phẩm Việt qua bên kia bán cầu trái đất. Dòng nước Tân Hiệp Phát đã từng bước chinh phục đến cả những quốc gia lớn của châu Âu như Hà Lan, Hungary, Vương quốc Anh và sắp tới là thị trường khắc nghiệt nhất, Hoa Kỳ. Đối mặt với những gã khổng lồ trên thị trường quốc tế chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, bằng việc nhận thức rõ điểm mạnh và giá trị của mình, Tân Hiệp Phát liên tục học hỏi, cải tiến, dùng sức mạnh của sự bền bỉ và táo bạo, cạnh tranh ngang hàng với những gã khổng lồ quốc tế.